hoặc nhiều người cùng chung sống với nhau, chắc chắn những bất đồng sẽ xảy ra do sự khác biệt trong lối sống, cũng như suy nghĩ. Những người yêu nhau cũng không phải ngoại lệ, chẳng hạn như câu chuyện của cặp đôi dưới đây, có lẽ khiến nhiều người đồng cảm. Cô gái đã làm đa số mọi người, bao gồm các anh bạn trai phải giận sôi máu, chỉ đơn giản vì cách dự trữ và bảo quản đồ ăn trong tủ lạnh của mình. Quá mệt mỏi và tức tối với thói quen xấu lặp đi lặp lại của người yêu mình, chàng trai này đã đăng một bức ảnh chụp tình trạng tủ lạnh của họ lên trang Reddit. Cụ thể, sau khi mua thực phẩm ở siêu thị và trở về nhà, cô nàng lười biếng này đã không lấy đồ ăn ra khỏi túi bóng và giấy gói mà tiện tay ném tất cả vào tủ lạnh. Không ngờ, bức ảnh chỉ đơn thuần nhằm hạ hỏa trong phút nóng giận mà lại thu hút hàng nghìn lượt bình luận nhờ gãy trúng chỗ ngứa của nhiều người. Tôi có một người bạn cùng phòng cũng y chang như vậy, mua rồi ném vào tủ lạnh, chẳng quan tâm xem bên trong có gì, đến lúc đồ thối rữa ra rồi mới chạy đi mua cái khác. Hoàn toàn đúng, đây thật sự là một trong những điều nhỏ nhặt có thể phá vỡ một mối quan hệ. Hầu như ai cũng từng có bạn chung nhà hoặc chung phòng mà độ lười biếng của họ phải đạt đến ngưỡng thượng thừa, khiến việc sống chung với những người như vậy trở thành cơn ác mộng. Thậm chí, chủ nhân của bức ảnh còn ngỡ ngàng khi có cả những lời khuyên rằng anh nên chia tay và tránh xa kiểu bạn gái như thế càng sớm càng tốt.